Xin chào tất cả quý vị Hôm nay thì xin mời quý vị cùng với Hải Sơn Chúng ta sẽ tìm hiểu về một sản phẩm mâm đĩa than mới Đến từ Clear Audio Và hai phụ kiện rất thú vị Dành cho những người yêu mâm đĩa than Clear Audio là một thương hiệu chuyên sản xuất Các mâm đĩa than nổi tiếng hàng đầu của nước Đức Giải sản phẩm của hãng thì rất là rộng Từ khoảng một vài chục triệu Việt Nam đồng Cho tới có thể lên tới hàng tỷ đồng Cho những cái dòng sản phẩm đầu bảng trên hình quý vị đang nhìn thấy là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới có tên là Clear Audio Celebrity để vinh danh các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và phiên bản này là Andy Meola Edition được phát hành với chỉ 1.000 chiếc trên toàn thế giới và quý vị đang được nhìn thấy là phiên bản này là có số thứ tự là 2 trên 1.000 với cái dòng sản phẩm này thì họ có hai phiên bản màu sắc hoàn thiện à, màu sắc đầu tiên đó chính là màu đen bóng Black Piano và màu sắc thứ hai chính là màu gỗ sáng màu cái phần bệ này được hoàn thiện bằng sợi gỗ mật độ cao này rồi cái bàn xoay thì được hoàn thiện với cái vật liệu là acrylic trong mờ đặc trưng. Rồi Tay cần cũng là cái dòng sản phẩm của Clear Audio và kim cũng là của Clear Audio. Ngoài ra thì ở cái ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ phận điều khiển nhỏ với cái núm xoay này rất là độc đáo, nó giống như cái núm xoay điều khiển âm sắc trên đàn guitar điện. Ở đây thì sẽ có cái chế độ lựa chọn là 33 này hay là 45 và tắt hoặc là bật. Thiết bị tiếp theo chính là DS Audio Ion 001 là thiết bị khử từ. Theo đó thì từ trường là kẻ thù của mặt đĩa than khi nó có tác dụng là thu hút bụi bẩn. Người nghe sẽ biết đến các cái tiếng tách tách thường nghe trên mặt những cái chiếc đĩa mà không được bảo dưỡng kỹ lưỡng hay là bị nhiễm nhiều bụi thì nhằm loại bỏ hiện tượng này, DS Audio đã tạo ra cái thiết bị này Ion 001 là một thiết bị khử từ dạng tháp được bố trí kế bên mâm đĩa. Theo đó thì Ion 001 có hai khe hở trên bề mặt trong và từ đó sẽ phát ra nguyên tử ion nhờ công nghệ quang học. Khi các nguyên tử ion tiếp xúc với mặt đĩa, từ trường sẽ được triệt tiêu ngay trong quá trình chơi nhạc, đảm bảo bộ sưu tập đĩa than của người yêu nhạc luôn sạch sẽ nhất có thể. Cách sử dụng như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái tháp khử từ này vào cái bên chiếc mâm đĩa than và theo bộ sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái chiếc thước và chúng ta sẽ gài nó vào tâm của cái mâm đĩa than này. Ở đây thì họ sẽ cho chúng ta biết là cái vùng hoạt động hiệu quả nhất Tức là trong khoảng 5cm tính từ mép chiếc đĩa và vùng hoạt động gọi là OK area là không quá 10cm Đây là khoảng 10cm này Và đây là trong khoảng dưới 5cm thì chúng ta cứ đặt càng gần vào là càng tốt Từ đó nó sẽ giúp cho khi quá trình chơi nhạc ấy, nó sẽ hạn chế được bụi bẩn Và sẽ giúp cho quá trình chơi nhạc cái âm thanh nó sẽ trong và nó sạch hơn Một trong cái phụ kiện dành cho mâm lưỡi than lần này sẽ là DS Audio Stylus Cleaner ST50 đến từ Nhật đây là một cái phụ kiện được thiết kế để cho chúng ta có thể dễ dàng lấy được những cái bẩn ở trên cái kim của đĩa than ra một cách vô cùng là hiệu quả và an toàn. Thì cách dùng như sau, chúng ta sẽ đặt cái miếng ST50 vào đây. Sau đó, đặt cái cần vào. Hạ cần xuống. Xong. Cái phần kim sẽ được tiếp xúc hoàn toàn với miếng ST50 này và khi chúng ta nhấc cái kim lên, kim đã hoàn toàn được làm sạch. Và đây là những phụ kiện nhỏ nhưng đem lại hiệu quả tốt, phù hợp với những bác nào thường xuyên sử dụng mâm đĩa than để nghe nhạc. Dòng sản phẩm Clear Audio Andy Light Edition này đang có mức giá tham khảo là 117 triệu đồng và sẽ rất tốt khi quý vị liên hệ tới số hotline của Thiên Hà Audio. Xin mời quý vị tới trực tiếp showroom của Thiên Hà để có thể cảm nhận, trải nghiệm sản phẩm này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.